Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cối Ca. Hôm nay các bạn cùng so sánh cuộc hội chiến tập 24 phiên bản thường và phiên bản đặc biệt các bạn. Phiên bản giới hạn chứ, thường giới hạn. Ở phiên bản thường chúng ta sẽ được một cái UB. UB không được gắn bóng nha, nhưng dày dặn. Chúng ta sẽ được một cái bia rơi, bia này không được gắn bóng luôn. Nhưng mà chữ chú hội chiến các bạn, bà gửi GG Akutami thì được làm nổi lên. Này, giá tiền của phiên bản thường là 30.000 chưa chiết khấu nha các bạn. Các bạn mua có chiết khấu thêm. Và phiên bản thường chúng ta được tặng kèm một cái kẹt PVC. Và đối với phiên bản giới hạn thì chúng ta sẽ có một cái bìa ráp bánh mì bên ngoài. Hay bìa ráp bánh mì bên ngoài không được gắn bóng ha, bìa ráp bánh mì bình thường thôi. Bên trong ta sẽ có một bìa metalite các bạn, bìa metalite rất đẹp luôn nha, một cái đặc trưng của nhà xuất bản Kim Đông. Giá tiền của phiên bản giới hạn là 65.000 chưa chiết khấu nha các bạn. Nếu chiết khấu hãy quanh quẩn 60.000. Còn đây là hai quyển truyện bên trong. Thì đối với bản thường chúng ta sẽ in trắng đen, bìa trắng đen. Dung bản giới hạn thì chúng ta sẽ có bìa màu, bên trong sẽ trang nến, một số trang màu ở trên giấy C nha, còn phiên bản thường in trên giấy shop. Phiên bản giới hạn thì in 10.000 bản, phiên bản thường thì in 30.000 bản nha bạn. Đây chúng ta cùng so sánh các giấy. Hiển nhiên là giấy C sẽ ok hơn giấy shop bạn, tại giá tiền nó cao hơn thì hiển nhiên chất lượng sẽ ok hơn các bạn. Cầm quyển giới hạn cũng nặng hơn quyển thường nha các bạn. Đây mà các bạn cùng chiêm ngưỡng qua hai phiên bản thường và giới hạn của chú hột hội chiến tập 24 nha các bạn. Nội dung của chú hội chiến tập 24, các quốc gia bất ngờ ra quân, nhưng đoàn quân đi săn chú hợp sư lại bị chú linh thảm sát, kết giới ngập tràn chú lực. Phù Siro muốn đưa Muki rời khỏi tứ diệt hồi dù trong quá trình đồng hóa với Tengen đang bắt đầu. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua tập 24 của chú hợp hội chiến. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.